Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz thời điểm cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 2024 này. Và trước mắt chúng ta đây là phiên bản Veloz màu trắng ngọc trai, phiên bản top, phiên bản cao cấp nhất. Và giá niêm yết cho phiên bản top này là 660 triệu. Bên em mới giảm giá niêm yết cho dòng xe này từ 698 và 660. Và ngoài ra thì đã được đại lý hỗ trợ thêm nữa, hỗ trợ thêm 17 triệu tiền mặt. Và thời điểm hiện tại thì lăn bánh ở thị trường có thế 10% như là Bắc Ninh, nó chỉ rơi vào khoảng là 714 triệu thôi. Và phiên bản thứ hai là phiên bản tiêu chuẩn thì có giá niêm yết giảm từ 658 xuống còn 638 triệu. Và thời điểm hiện tại thì đang được đại lý Toyota Bắc Ninh hỗ trợ thêm 22 triệu tiền mặt. Và lăn bánh tính ra cho anh chị nó chỉ rơi vào số tiền khoảng 685 triệu. Nếu anh chị quan tâm đến số tiền trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền cho phiên bản tiêu chuẩn này là 192 triệu. Còn phiên bản cao cấp thì lại rơi khoảng tầm 200 triệu. Vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Veloz này. À, thì bây giờ em sẽ điệp qua cho anh chị nào, nếu mà anh chị là đầu tiên tìm hiểu về chiếc xe Veloz. Thì chiếc xe Veloz này có hai phiên bản mà đều được lắp ráp nguyên chiếc ở Việt Nam. Và có những cái trang bị cho xe như là đối với phiên bản cao cấp này thì và phiên bản tiêu chuẩn thì đều được trang bị cụm đèn full LED chia khoang, rồi đèn halogen là đèn sương mù. Còn phiên bản cao cấp thì sẽ được trang bị thêm cái camera 360 này và các cái bộ trong cái gói Toyota Citizen như là cảnh báo lệch làn, cảnh báo tiền va chạm và camera 360. La răng này to hơn 1 inch, la răng dạng phay đúc ở cả hai phiên bản, phay xước cả hai phiên bản. Tuy nhiên là phiên bản tiêu chuẩn này thì sẽ lớn hơn phiên bản cao cấp, lớn hơn phiên bản tiêu chuẩn 1 inch. Còn ở phía phần gương xe thì nếu mà phiên bản cao cấp thì sẽ có hai cái cụm camera trong cái camera 360 hai bên gương. Còn cơ bản tính năng giống nhau, có gập tự động, điều chỉnh điện, gập điện rồi cảnh báo điểm mù trên gương. Phía bên tay nắm cửa thì cả hai phiên bản đều được trang bị là cái nút tính năng cảm biến thông minh để khóa mở cửa. Phần đuôi xe thì hai phiên bản như nhau thôi, không có thay đổi nhiều, chỉ có hai phiên bản đều có trang bị hai cảm biến sau. Đó phần ngoại thất. Còn phần nội thất thì có gì? Phần nội thất của xe, một chiếc xe 7 chỗ, có hàng ghế thứ hai cực kỳ linh hoạt, có gập này để bình thường ba hàng ghế và có thể điều chỉnh được là hạ ngả cái lưng ghế thứ hai cho nối với cả hàng ghế thứ ba, nó thành một cái mặt phẳng như một cái sofa ở trên xe. Và ở phần nội thất của xe, chiếc xe này, một chiếc xe Toyota Veloz phiên bản cao cấp thì được trang bị rất nhiều các nút bấm. Như anh chị thấy, em sẽ đến gần hơn các cái khu vực cho anh chị xem. Quanh phần logo của Toyota trên vô lăng này thì có rất nhiều cái nút. Đầu tiên ở chính giữa màn hình sẽ là cụm điều chỉnh gương, rồi điều chỉnh kính, cửa kính. Còn ở phía phần sau vô lăng ở đây thì là khu để điều chỉnh các chức năng như là đèn pha thích ứng này, rồi cảnh báo tiền va chạm và chống chân trượt. Còn trên vô lăng này thì sẽ có nút để điều chỉnh màn hình đa thông tin rất lớn ở phía sau, điều chỉnh âm lượng và camera 60. Còn đây là để điều chỉnh màn hình đa giải trí. Còn màn giải trí thì là màn hình giải trí 9 inch, có kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Và phía bên dưới là cụm điều hòa, chúng ta có điều hòa tự động một vùng và có các cửa gió để làm mát cho hàng ghế thứ hai và thứ ba. Phía bên dưới cụm điều hòa là cụm cần số. Cần số ở đây thì sẽ được trang bị cả cái số giả lập để anh chị đi đường đèo nó sẽ an toàn hơn. Còn ở phía sau đây nữa sẽ là gì ạ? Sẽ là khu vực gọi là phanh tay điện tử và auto hold. Còn tiếp theo nó sẽ là phanh tay điện làm sạc không dây. Còn em cũng có vừa giới thiệu là các dàn lạnh cho hàng ghế thứ hai nó nằm ở đây anh chị ạ. Điều chỉnh tốc độ ở đây, hàng ghế thứ ba. Và một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ và có trang bị động cơ 1.5 hộp số DCVT thì cho ra cái mức công suất đủ dùng cho đại đa số các cái nhu cầu hàng ngày của anh chị. Và cái đặc biệt nhất của cái hệ thống máy móc đó là
cái mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 5,8 lít trên 100 cây đường hỗn hợp thôi. Đó là một cái mức tiêu thụ nhiên liệu rất là tối ưu cho chiếc xe 7 chỗ này. Và vừa rồi thì em đã cập nhật cho anh chị về giá bán cũng như là giới thiệu cho anh chị về nội thất của chiếc xe Toyota Veloz. Và anh chị nào cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác thì xin hẹn anh chị bằng những video tiếp theo. Nếu cần tư vấn gì thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline em để trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.